Để vừa lâu quá, thầy nó nghe được cả mấy năm rồi. Cắm tinh à. Đó, hai nè, đó. Đó, hai nè. Tương thấp tương cao, voilà. 2 cm. On voit les genoux aussi là, les points genoux et mắt cá là, je sais pas, archi non, non. Bây giờ hai chân bằng nhau rồi, hai chân bằng nhau rồi, đó. Đó. Để chụp hình. To. Bravo. C'est bon. C'est bon. Claire. Je suis Gérard. Comme quelle année? Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu as avant? Et comment tu ressens maintenant? Allez. On t'interview. Voilà. Oui. Tu regardes. Je oui. M'appelle. Je suis Gérard Allemand. Oui. J'ai 79 ans. Qu'est-ce qu'il y a fait? Gérard Allemand. Non, c'est bon. Gérard Allemand, Allemand. 78. 79 ans bientôt. Oui. Je vais dire ce que j'ai fait avant. Oui. J'ai fait une erreur qui m'a déclenché des tas de choses, c'est-à-dire la phrase. La phrase dans le dos aussi. Et maintenant, je sens que, bon, ça va, je peux sauter. Nhìn chung chút lắm. Để từ từ chút xíu là đứng ngồi dễ dễ dàng. Ok, rồi quá nè. Voilà. Lên lên toa. On va te faire voir un verre d'eau d'abord. Đó, anh làm gì? 10 cái. Le courageux. Maintenant, tu peux lever les pieds, hein, facilement. Hein. Voilà. Tu retournes pas. Voilà. Dégueulasse. Vive le Vietnam. Voilà. Hồi trước đó ông không làm chân được, ông không giở chân được. Voilà. Trước đó ông không làm được, bây giờ ông làm được. Et tu portes chaussettes toi-même aussi. Non, c'est elle qui m'a limité. Voilà. Trước đó là Marie Claire để chaussettes cho ông, để giở cho ông. Bây giờ ông tự mang giở được. Wow. Et quoi encore? Qu'est-ce que tu as vu comme portrait?
Je te dirai ça dans 8 jours. Je vais aller danser, je verrai si ça va mieux. Ông nói là ông sẽ đi nhảy đầm. Rồi khi nhảy đầm xong á, mà chưa bước đâu thì sẽ mặc áo tôi. Anh đi, đang đi theo. Đông, đi tâm vui. Đi tâm vui. Alors comment tu sens après une danse? Impeccable. Impeccable. Tu remercies. Et merci beaucoup à tous. Voilà. Merci à vous aussi. Voilà. C'est bien. Tu dis merci au professeur. C'est ce que je viens de faire. Voilà. C'est ce que je viens de faire. Ông này, ông có người Tây, ông không có tin. Đó là trước đó là hồi hôm qua một cái skill nói là để đi tới đây rồi một cái chữa bệnh cho ông. Ông mới nói một cái tao có phải bác sĩ rồi mà chữa cái gì bác sĩ. Bác sĩ chữa tao chưa được, không làm sao bác một cái sẽ chữa được. Đó là mình nói bây giờ mày không muốn chữa rồi mày chết thì bây giờ nói trước cho tao. Tao đi mua cái hộp tao để sẵn. Cái xong sáng nay ông đi, ông nói tao nể mày tao đi á. Với lại tao hứa với mũi tao tới tao thăm nó chứ đời nào mà nó chữa tao được. Nó không tin nó trời. Đây là bài xã của ông Tây. Marie Claire. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm nha, cảm ơn mọi người, cảm ơn cả mọi người. Giờ làm cho ông mà đỡ đau như vậy thì thôi đời của tôi cũng nhẹ bớt đi. Xin mọi người cho nàng pháo tay. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.